Hello mọi người, xin chào các bạn nha. Mình đã hoàn thành video top những cái con robot cho những cái bạn cày chay. Vì vậy, sẽ thật là thiếu sót nếu như không có video top những cái loại vũ khí cho những bạn cày chay đúng không nào? Ở đây, trong video này sẽ là những cái khẩu mà mình thực sự muốn mua và sẽ mua khi mà mình cày chay nha. Tất nhiên, tùy sở thích cũng như phong cách chơi của các bạn mà các bạn sẽ chọn những cái khẩu nó ưng ý. Còn mình sẽ kể ra tất cả những gì mà mình nghĩ rằng là nếu mà đặt vị trí vào một người cày chay thì mình đều muốn mua hoặc là chắc chắn sẽ mua các bạn nhé. Welcome back to my channel. Các bạn lưu ý đây không phải là một video xếp hạng nên cái thứ tự xuất hiện của những khẩu vũ khí mà trong video này mình nêu ra không hề ảnh hưởng đến sức mạnh của chúng nhé. Chúng ta đầu tiên sẽ đến với dòng hỏa tiễn. Ở đây thì mình sẽ có một cái gợi ý duy nhất cho mọi người ở thời điểm hiện tại có thể cày chay, đó là bệ tên lửa. Tùy vào những cái khung lực chiến mà các bạn đang có thì trải dài từ mức 6 năng lượng cho đến mức 16 năng lượng. Thì mình thấy rằng là bệ tên lửa vẫn là một loại vũ khí ấn tượng và xứng đáng các bạn đầu tư để cày chay nha. Tuy rằng nó chỉ có độ hiếm tím, không phải huyền thoại, nhưng mà mình có thể tự tin và khẳng định các bạn hoàn toàn có thể chơi bệ tên lửa lên mức full sao tím. Ngoài ra, nếu mà khi mà các bạn lên mức sao tím các bạn cảm thấy hơi khó khăn trong việc tấn công những con chạy nhanh khi mà phải gặp nhiều con huyền thoại ấy, thì mọi người có thể sử dụng bệ tên lửa cho những con có thể khống chế này, tiếp cận nhanh này, có thể vòng ra được sau lưng này, thì mình tin tưởng rằng một bên thôi của bệ tên lửa cũng đủ để hạ gục một con trinh sát rồi. Nhưng hãy nhớ một điều, để làm chủ được bệ tên lửa cần có một thời gian dài để chơi. Khẩu này bắn tầm xa sẽ có độ lệch khá là cao nếu như mà đối phương di chuyển nhanh. Tuy nhiên, khi các bạn đã làm chủ được tay cò của mình thì tin mình đi, dù ở những tầm rất là xa đây chăng nữa thì cái sức mạnh của bệ tên lửa đều không hề tầm thường một chút nào cả. Tiếp theo đó chính là chùm tia. Ở cái dạng chùm tia thì mình có một ứng cử viên duy nhất tiếp theo cho mọi người, đó chính là tia trọng lực. Tia trọng lực ở thời điểm hiện tại cho dù là chùm hạt đã ra mắt nhưng mà mình thực sự cảm thấy rằng là tia trọng lực vẫn dễ chơi và sát thương cực kỳ cao các bạn nha. Với tia trọng lực này thì các bạn sẽ tốn 3 giây để có thể tích đủ dấu ấn và nó xảy ra cái hiện tượng gọi là nổ cái hiệu ứng co sập. Cái hiệu ứng này thì nó gây ra lượng sát thương vô cùng lớn, cho dù là những con tanh đi chăng nữa thì mình thực sự là rất hài lòng với cái sát thương của khẩu tia trọng lực này mang lại. Với những con có khiên chắn trước mặt thì các bạn sẽ cần phải loại bỏ lớp khiên đó rồi mới đến cái phần HP bên trong của robot. Tuy nhiên, tin mình đi, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tia trọng lực cho dù là chơi cận chiến hay chơi tầm xa. Và hơn hết, có một điều mình rất là thích ở khẩu này là cho dù là phi công, cái ghế của các bạn thiếu thốn thì sức mạnh của nó vẫn vô cùng ấn tượng các bạn ạ. Tùy vào mỗi bậc mà các bạn đang đứng thì tia trọng lực có thể được bán với ơ coi hoặc là tín dụng, nên mọi người lại có rất nhiều sự lựa chọn cho cái ví tiền của các bạn đúng không? Tiếp theo là dòng cận chiến. Ở đây thì mình vẫn nói Ember Gun. Tại vì sao? Tại vì nick cày chay của mình đã mua được Ember Gun nên là không có cái lý do gì mà mình không xếp Ember Gun vào video này cả. Lúc đầu thì mình cũng rất là hoang mang bởi vì Ember Gun là một khẩu rất là ngon và mình phải đợi đến khi nào nó bán hoặc mình mua được cày chay thì mình mới có một cái video gọi là top vũ khí cày chay trọn vẹn được. Và rất là may mắn nick cày chay của mình đã mua được Ember Gun 12. Tuy nhiên, Ember Gun thì nó cần phụ thuộc rất là nhiều vào cái ghép. Nhưng mà yên tâm các bạn, nếu mà sau này các bạn có mở được cái ghép ấy thì đây thực sự là một con quái vật nha. Và điều chắc chắn rồi, chơi Ember Gun tốt nhất là mọi người phải lắp cho những con tiếp cận nhanh, cận chiến tốt thì lúc đó thực sự sức mạnh nó mới bùng nổ nha. Tiếp đến mình sẽ nói đó chính là vòng cung. Mình biết là vòng cung đã bị giảm sức mạnh rồi. Tuy nhiên về cái cảm giác trải nghiệm của mình ấy, thì mình vẫn ok, mình vẫn mua nên mình hoàn toàn tự tin có thể giới thiệu cho những cái bạn cày chay là vòng cung vẫn rất là tốt. Đặc biệt là mình thấy là vòng cung 10 sức mạnh của nó hình như là bị giảm khá là ít đúng không? Mình chơi vòng cung 10 mình cảm giác tay mình lại còn thấy nó khỏe hơn cả vòng cung 12. Tất nhiên là trên thực tế thì vòng cung 12 khỏe hơn rồi, nhưng mà mình cảm giác kiểu là cái sự giảm sức mạnh ở vòng cung 10 ấy nó không quá là đáng kể. Nên mọi người có thể là
sự lựa chọn. Một là đôi vòng cung 10 phun sao tím hoặc là đôi vòng cung 12 phun sao tím là tùy mọi người nha. 30m tầm zip mặc định gây ra cái lượng sát thương đầy đủ nhất thì mình nghĩ là cũng không phải điều gì đó quá là tệ đâu. Cho dù là mọi người có những con đi bộ ở lực chiến thấp thì mình thấy là chơi vẫn rất là ok. Mà khi lên những cái mức lực chiến cao hơn thì Sharp là một con rất là phù hợp cho khẩu này. Tiếp đến là một ứng cử viên phải nói là vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng độ hiếm của nó là rẻ tiền hơn vòng cung. Vòng cung thì độ hiếm của nó là tím sử thi, tuy nhiên khẩu này chỉ có độ hiếm thường là màu xanh thôi. Vâng, đó chính là khẩu bộc phá. Fragment gun của chúng ta, khẩu này thì mình thấy là khá là cân đối. Cái tầm bắn của nó thì ngắn hơn khẩu shotgun một chút xíu, nhưng mà lại xa hơn những cái khẩu cận chiến phía bên trên như kiểu là Ember Gun hoặc là khẩu thần tốc. Đó thì mình thấy là khẩu bộc phá nó đang ở một cái mức gọi là cân bằng giữa cái tầm bắn ấy, khá là phù hợp. Kể cả các bạn không có cây ghép tăng tầm đi chăng nữa thì mình thấy là việc sử dụng một khẩu bộc phá và dùng cho những cái con robot đi bộ ấy tấn công vẫn rất là tốt các bạn nha. Đặc biệt là lượng sát thương của khẩu bộc phá thì gây ra cũng không hề tầm thường một chút nào cả. Cái khoảng cách, cái độ delay giữa phát bắn thứ nhất và phát bắn thứ hai cũng không hề là lâu, khiến cho việc dồn sát thương mục tiêu của các bạn nó sẽ nhanh chóng và không mất thời gian nha. Tiếp theo là về dòng bắn tỉa. Ở đây mình phải nói lại là thực sự những gì mà mình sẽ muốn đầu tư khi mà cày chay thì mình sẽ nói nha. Còn một số thứ khác cho dù mình nghĩ là nó cũng tốt đấy, nhưng mà mình sẽ không đầu tư. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ là nó mất thời gian, nó sẽ khiến mình tốn một chút xíu tài nguyên thôi. Nhưng quan trọng là mình kiểu không muốn mất quá nhiều thời gian cho những cái loại vũ khí đó, nên là mình sẽ không nói trong video này nha. Đó chính là khẩu bắn tỉa em. Tùy vào mức lực chiến các bạn hoàn toàn có thể chi tiền ra những cái khẩu bắn tỉa em tùy mức năng lượng. Nhưng lời khuyên của mình ấy, nếu mà đã thực sự chơi ấy, thì nên chọn 12 cả 16. Đấy là lời khuyên chân thành của mình. Còn những cái mức lực chiến thấp hơn, những cái mức năng lượng thấp hơn 10, 8, 6, vẫn biết là ở mỗi cái bậc của chúng nó mua thì đều rất là khỏe. Nhưng mà tin mình đi, bỏ ra hơn 8.000 coin cho những cái khẩu ý mà các bạn xác định là chơi lâu dài đúng không, thì theo mình là không nên. Một khi đã nhắm đến là phải nhắm đến M12 hoặc M16. Tất nhiên mình nói thì cái tài khoản cày chay của mình cũng muốn hướng đến. Ở đây mình hướng đến là gì? Là M16 các bạn nha. Các bạn bảo mình quá tham vọng ư? Yên tâm, mình sẽ làm được. Tiếp đến đó chính là khẩu siêu pháo. Siêu pháo ở đây thì có duy nhất hai lựa chọn thôi, đó chính là 12 và 16. Vâng, tất nhiên rồi, 12 và 16 đều là hai cái mức năng lượng rất đáng để đầu tư. Nếu như mọi người yêu thích một loại vũ khí chớp nhoáng, đầy nguy hiểm và không hề có một cái dấu hiệu nào nhận biết trước thì siêu pháo là dành cho bạn. Nếu như các bạn gặp một đối thủ gọi là có ý định dẫn mặt với mọi người, đứng ra trêu thì tin mình đi, siêu pháo sẽ khiến anh bạn đó phải tái mặt đó. Được rồi, chắc chắn lúc này các bạn sẽ đặt ra câu hỏi: ủa, thế bao giờ mới mua được khẩu bắn tỉa em? Bao giờ mới mua được siêu pháo? Rồi, câu trả lời của mình chắc chắn là rất là lâu, nên trong lúc cầm chừng thì các bạn có thể thử phá tầm xa. Tuy nhiên, mình nhắc lại nhá, các bạn có thể thử thôi, còn mình không khuyên nữa. Ở đây, mọi người hoàn toàn có thể có một cái sự lựa chọn khác chơi cấu rỉa tầm xa các bạn nha. Phần bắn tỉa mình kết thúc ở đó, bởi vì các bạn chắc chắn đang bỡ ngỡ đúng không? Ở đây, ứng cử viên của mình thay thế cho pháo tầm xa đó chính là pháo xoáy cả bệ phóng lao. Đúng rồi, pháo xoáy đã bán và bệ phóng lao cũng đã bán từ lâu. Đây là hai cái loại vũ khí hoàn toàn có thể rất là tuyệt vời cho các bạn tấn công từ xa. Đặc biệt là ở dưới những cái khung lực chiến thấp ấy, thì một bên một hoặc hai lần xả thôi, mình tin tưởng là đối phương bay màu luôn. Hãy chú ý là phần lớn bản đồ Mech Arena đều khá là nhỏ, khá là bé, nó không quá là rộng. Bởi vậy mình tin rằng là một đôi pháo xoáy hoặc là một đôi bệ phóng lao nó sẽ đủ tầm giúp các bạn kiểm soát trận đấu rồi. Nên mọi người hoàn toàn có thể đầu tư theo một cái hướng tiết kiệm và vô cùng mạnh nha. Mình nhắc lại là cực kỳ mạnh. Nếu như các bạn mua pháo xoáy, phóng lao thì nó hơi ít chút sát thương, nhưng mà mình nghĩ pháo xoáy sẽ là tuyệt vời hơn. Thật sự ở thời điểm này mà nói thì sau khi pháo xoáy bán ấy, thì mình có một lời khuyên các bạn là nên thôi dùng phóng lao. Đó,
sau khi mà pháo xoáy đã bán rồi thì các bạn nên thôi đừng có dùng phóng lao nữa, tại vì cái góc bắn của pháo xoáy nó cao, nó giúp các bạn tấn công những con có khiên ấy, kiểu area các thứ che chắn ấy, nó cũng rất là tốt, hoặc là con panther dựng hàng rào cũng rất là tốt. Cái đường bay của pháo xoáy thì mình cũng đánh giá là nó quái em hơn, nó quái em hơn cái bệ phóng lao. Mình qua quá trình mình chơi cũng như là mình bị chơi đấy, là mình cảm giác như vậy, thì mình thấy là mọi người hoàn toàn có thể sử dụng pháo xoáy làm cái ứng cử viên thay cho vị trí sniper nếu như các bạn đang trong cái quãng đường cày khẩu của siêu pháo hoặc là bắn tia em nhé. Tiếp theo đó chính là bệ pháo. Bệ pháo bị giảm sức mạnh nhưng mà những gì mà nó mang lại trải nghiệm cho mình ở nick cày chay vẫn rất là tuyệt vời. Bắn đập sát thương giảm đi rất là nhiều. Tuy nhiên tại sao các bạn không bắn trực diện đúng không? 59 mét mình nghĩ là một cái khoảng cách nó cũng không quá là gần để các bạn gặp phải nguy hiểm. Cho dù là mình dùng Stalker, mình vẫn tự tin mình đứng ra trong cái tầm đó, mình hạ gục đối thủ rất là nhanh. Mình cầm Sentinel, mình cầm Aegis lại càng an toàn đúng không? Lời khuyên chân thành của mình là bệ pháo vẫn là một dạng vũ khí hoàn toàn đáng đầu tư và thực sự là ngon cho những bạn cày chay, nên mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng mình nhé. Được rồi, về phần pháo kích thì mình vẫn có một cái sự lựa chọn, đó chính là cối tên lửa. Tại sao khẩu long am mình không bảo các bạn đầu tư mà mình đến khẩu cối tên lửa này mình lại bảo các bạn đầu tư nhỉ? Mình thừa nhận là cối tên lửa cần cấy ghép để các bạn có thể là phát huy được sức mạnh của chúng. Tuy nhiên, hãy nhìn vào những cái lợi ích của cối tên lửa. Đầu tiên, các bạn phải nhớ là cối tên lửa tấn công từ trên xuống. Bởi vậy, những con có khiên hoặc là cho dù là những con huyền thoại đi chăng nữa đều sẽ trở nên mỏng manh và nguy hiểm khi mà gặp cối tên lửa. Cối tên lửa cũng tấn công theo một cái vùng nhóm mục tiêu chỉ định rất là tốt. Các bạn có thể đạt triple kill, double kill hoàn toàn dễ dàng khi mà nhắm bắn cối tên lửa tốt nha. Mình biết là khẩu này cần có tăng cái sát thương bán kính phạm vi ấy, nhưng tin mình đi, nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều khi mà các bạn đã có cái cấy ghép đó. Trong game có hai nhiệm vụ mình thấy khá là khó nếu như mà các bạn không dùng cối tên lửa hoặc là các bạn không có robot ngon. Đó chính là nhiệm vụ hạ đối phương từ phía sau lưng và nhiệm vụ hạ đối phương mà bản thân không hề nhận bất kỳ một cái lượng sát thương nào cả. Thì mình thấy là cối tên lửa sinh ra là các bạn phải có và nên có để cái việc cày cuốc của các bạn dễ hơn. Ngày trước mình không có cối, mình làm những cái nhiệm vụ đó rất là khó khăn, rất là chật vật. Bây giờ thử hỏi các bạn cày chay, các bạn chưa mua được shirt thì mọi người làm những cái nhiệm vụ ý như thế nào? Dùng một con Zephyr chạy khống chế ra sau lưng ư? Tên mình đi rất là khó. Thế còn nhiệm vụ tấn công mà không bị sát thương thì sao? Cũng rất là khó các bạn ạ. Bởi vậy mình thấy là tầm quan trọng của cối tên lửa là không thể bàn cãi cũng như không thể gạt bỏ sang một bên được. Các bạn muốn một cái loại vũ khí nguy hiểm thì có cối tên lửa. Các bạn muốn một cái loại vũ khí giúp các bạn cày những cái nhiệm vụ thật là tốt thì có cối tên lửa các bạn nha. Nên mình thấy rằng là cối tên lửa những bạn cày chay là cần có. Mọi người mua cối tên lửa vài ba sao các bạn bảo yếu thì ok, cứ hãy cất nó trong kho nha. Nâng cấp đều đặn các bạn nha. Rồi đến một ngày các bạn sẽ nếm trái thơm từ khẩu này thôi. Tin tưởng mình đi. Được rồi, tiếp theo là đến dòng tỏa. Dòng tỏa ở đây thì mình cũng mới gần đây có làm video rồi. Đó chính là cối lựu đạn. Mình đã đính chính lại rồi đúng không? Thì cối lựu đạn thật sự là một khẩu tốt cho những cái bạn cày chay. Tuy rằng cái cách bắn của nó rất là khó đấy, nhưng mà tin mình đi, khi mà các bạn đã thành thạo rồi thì lượng sát thương mà nó gây ra thì vô cùng lớn. Và cái mức độ nguy hiểm mà nó mang lại khi mà có bán kính nổ ấy, không phải khi mà cái bán kính nổ của nó gây ra thì cũng không khác gì bệ pháo ngày xưa cả. Nên mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng và yên tâm đầu tư loại vũ khí này nhé. Và tiếp theo, một cái ứng cử viên nữa mà mình muốn nói, nếu mà trong tương lai nó có bán ấy, thì đó chính là pháo băng. Ở đây thì mình không nói lên súng keo nhé, tại vì súng keo chắc còn xa vời quá. Nhưng mà mình muốn nói tiếp là pháo băng. Thì sau khi mà pháo băng nó bán thì mọi người hoàn toàn có thể là ngừng chơi cối lựu đạn và chuyển sang pháo băng các bạn nhé. Rồi, ok, video của mình đến đây thôi. Như mình đã nói từ đầu video, đây là những cái loại vũ khí mà mình muốn và chắc chắn sẽ đầu tư khi mà mình cày chay. Tất nhiên là mình không thể gọi là vơ chọn vào bản thân mình được, tại vì mình cày chay mà mình không đủ tiền để mình chọn hết. Nhưng mà nhắc lại, đây là những cái loại vũ khí mà thực sự mình muốn, mình khao khát khi mà mình cày chay, thì mình làm video này để các bạn tham khảo nha. Tùy vào cái phong cách chơi của các bạn cũng như là cái chiến thuật riêng của mọi người, mọi người có thể chọn những cái loại khác nhau. Nên mình hy vọng đây sẽ một cái video giúp các bạn có những cái sự lựa chọn ngon này, thực sự là mạnh này,
và tiết kiệm để các bạn chơi lâu dài và khỏe nha. Không phải phí tiền cho những cái loại vũ khí khác và không phải phân vân khi mà đứng trước bất kỳ một cái sự lựa chọn nào cả. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để mình phát triển kênh hơn nữa. Và chắc chắn rồi, mình sẽ còn nhiều nội dung nữa về cái vấn đề này cơ. Điển hình là gì? Những loại cho người chơi nạp tiền hay sao? Mời các bạn chờ đón video đó của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!